Ok, chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề đó là ghép trà thang sinh sản nha anh em. Thì nay tới mùa trà thang sinh sản rồi, thì cũng có nhiều anh em inbox cái Facebook cá nhân của mình đó, hỏi cách ghép trà thang sinh sản. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nói chung mà chi tiết hơn và lưu ý anh em một số cái vấn đề mà mình đã gặp phải trong những năm ghép trà thang sinh sản vừa qua. Thì ghép trà thang sản sau khi anh em mà có một cái LV rồi thì cái điều quan trọng đó là anh em phải chọn một cặp trà thang bố mẹ đúng với sở thích của mình. Ví dụ anh em chơi bộ đá hay là bộ hót thì anh em chọn trà thang bộ hót, cặp bố mẹ bộ hót. Thì trà thang mà cặp bố mẹ mà ghép mà sinh sản mà ok nhất là con mạnh khỏe, tỷ lệ trống cao, thì anh em nên chọn cái bố mẹ sau đây như thế này. Trà thang bố mẹ mẹ thì anh em chọn là trà thang hai mùa hoặc là ba mùa, nhưng mà tốt nhất là trà thang hai mùa nha anh em. Trà thang nuôi đúc, trà thang nuôi đúc hai mùa và trà thang trống thì anh em chọn là trà thang bổi thuần. Bổi thuần mấy mùa cũng được nhưng mà phải là bổi thuần nha anh em. Nghĩa là bổi thuần là bổi là đã hót giọng rừng rất là nhiều và kẹp chim mái hót xè chơi ha, thì anh em ghép thì tỷ lệ nói chung là ra con á, thì ổ bốn bốn quả thì sẽ nở là bốn con, sẽ có thể là có xác suất là hai trống ba trống hoặc có thể bốn trống nhưng mà đa số là ba trống một mái đó, hoặc đẻ ba quả thì sẽ là hai trống và cũng có thể là ba trống. Chung là nếu mà trống bổi anh em ghép nó sẽ tỷ lệ nó sẽ cho ra là trà thang trống nhiều hơn. Thì đó là kinh nghiệm của nhà của mình. Rồi thì anh em bắt cặp chim thì rất là dễ, thì anh em thả mái vào trước trong vi trước làm quen khoảng một tuần, thì sau đó anh em đem chè thang trống vào, nhưng mà mình chưa khoan hay thả ra, anh em để vẫn để trong lòng, anh em treo trong LV á khoảng 3 đến 5 ngày anh em hãy thả trống ra. Thì sau khi mà anh em thả trống ra thì anh em theo dõi coi thử trống nó như thế nào với mái. Nếu mà con trống á, nếu anh em thả trống ra mà con mái nó hót sổng nhiều rồi nó hót nhiều, trống hót nhiều mà không có dấu hiệu là con trống nó cắn hay là đá ăn mái mà kiểu mà rượt tối ngày rượt nhiều á, mà trong cái khoảng một ngày đầu á, ngày đầu nha anh em, cái ngày đầu mà con trống nó chỉ hót rồi con mái nó hót sổng thì thành công ha. Còn nếu mà ngày đầu tiên mà anh em thả ra mà thấy con trống mà rượt mái suốt luôn là rồi không xong, phải thôi thay trống mới ha, phải thay trống khác chứ không mình sẽ chết một con mái. Tiếp theo là cái chế độ mà mình chăm sóc chè thang mà khi nó bắt cặp rồi anh em. Thì anh em chăm sóc mồi tươi và cám nha anh em. Thì anh em chăm sóc á, thì giai đoạn đầu anh em cho nó ăn mồi nóng cho mình là những cái loại mồi như là xôi sữa nè, gián đất, cào cào. Thì ở mình á thì mình cào cào thì mình cũng lười bắt nên là mình chỉ cho ăn xôi sữa thôi anh em. Xôi sữa thì mình nôm, chúng mình nôm khoảng lúc mà anh em thả chim bắt cặp rồi anh em nôm xôi sữa là buổi sáng khoảng tầm khoảng 10 giờ gì đó, rồi anh em cho ăn mồi tươi là xôi sữa cho tới chiều ha. Thì cứ như vậy anh em áp dụng, mà khi nào mà thấy con chè thang trống mái mà nó căng lửa nó hót nhiều như trong video rồi đó, anh em thấy không, chim trống mình trong video nó hót suốt như vậy đó, rồi anh em sẽ chuyển qua chế độ đó là anh em nôm nôm mồi tươi đó là dế, anh em hạn chế cho ăn xôi sữa lại mà anh em nôm dế suốt, cho ăn dế là thay cám luôn, cho ăn suốt nhưng mà anh em vẫn để hũ cám nha. Nhiều khi kẹt dế hết dế mà anh em không hay á, thì nó ăn cám cũng được, nhưng anh em để hũ cám ít thôi mà anh em cho ăn dế trầm trầm, ăn dế suốt lúc nào trong vi cũng có dế hết. Thì anh em cho ăn như vậy á, thì anh em cứ áp dụng cho ăn nôm dế như vậy cho đến khi mà chị Lan mình nó đẻ rồi, xong nó ấp nó nở con rồi
rồi anh em bắt xong mà anh em bắt con ra rồi á thì anh em tiếp tục quay lại cho ăn sau sữa, rồi một thời gian là chim nó đẻ lại á anh em tiếp tục nuôi dế tiếp, thì cứ cái vòng tuần hoàn anh em cứ lặp lặp đi lặp lại như vậy cho tới cuối mùa thôi. Thì bây giờ mình sẽ lưu ý anh em một số cái vấn đề mà khi anh em ghép trại thủy sản mà anh em cần nên né, đó là anh em hay nuôi trại thủy sản mà nuôi nếu mà anh em nhà anh em có một LV á thì anh em hạn chế quay hướng LV đó vào cái hướng những con trại than khác, đừng cho nó thấy mặt những con trại than khác. Tại vì khi anh em biết á, mà con trại than mình nó khi mà nó dòng sinh sản nó căng lửa rồi á, đặc biệt là con chim trống nó sẽ kiếm, nó nghe hơi chim khác háo hức là nó sẽ kiếm, chung là nó bay nhiều cái nó bay tới bay lui tới lui trong LV á, nó sẽ kiếm, nó kiếm trại than của mình đặng nó đá, thì tại vì nó căng mà nếu mà anh em cho thấy mặt nó sẽ căng, nó sẽ cáo và nó sẽ mổ con gấp con bỏ trứng phá tổ, chung là mọi thứ để trại than mái không có ấp ra ngoài với nó. Thì anh em ghép trại than sản mà muốn thành công á thì anh em ghép tách biệt ra là một cái LV khoảng bán kính là 10 mét là mới được một cái, mới anh em mới tiếp tục ghép một cái vi nữa, hoặc là anh em xây tường anh em cách âm như thế nào đó, chứ mà trại than á nó nghe tiếng là nó sẽ đi kiếm, nó sẽ quạo lên, nó sẽ căng lên, con này hót con kia hót hót nhau nó chọi nhau á thì nó sẽ căng nhau. Chính vì vậy á, nhiều anh em á, tính là nuôi công nghiệp á, là mở rộng trại than ra nuôi nhiều LV nhưng mà anh em chưa có trải nghiệm anh em không biết, thì tỷ lệ nói chung là rất là thấp. Ví dụ anh em nuôi trại than anh em xen kẽ một cặp hai cặp khú hay mi gì đó khoảng hai ba cặp cho bán kính nó rộng rộng ra là anh em nuôi tiếp một cặp nữa, hoặc là anh em xây tường anh em cách âm là không nghe âm thanh á thì AV nó rộng á là thoải mái chìm thì anh em ghép có thể thành công. Còn nếu mà anh em dùng AV mà khoảng kích thước 2 mét rộng 1 mét cao 2 mét mà san sát 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 nhau, AV này sát AV kia, cặp than này sát cặp than kia, thì hứa anh em là không có cặp than nào ra nên thân nên hồn luôn, là nó cứ hư suốt, không bị này cũng bị kia, hứa anh em luôn. Chính vậy anh em mà ghép trại than như nhà mình á, nói chung là sân nhà mình cũng hơi khá rộng thì mình ghép 3 vi, 3 vi là mình tách ra là ba hướng, nói chung là không cho nó thấy nhau và là cũng cách biệt mấy trại than trong nhà mình luôn, nên là nói chung là nó mới có tỷ lệ thành công. Tại vì mùa rồi mình ghép mình thấy để 2 cái vi mà nó sát nhau anh em thì chỉ có một cặp thôi là được thôi, còn cặp bên kia là không được, tại cặp kia là nó xuống lửa luôn, con trống này nó như trống mới á, chơi ngồi xuống lửa luôn. Còn mà nếu mà nó chơi là hai con nó cự nhau thì hư hết hai hai vi luôn. À, tiếp theo mình lưu ý anh em á, đó là nếu á, mà cái cặp LV của anh em á, chạy than anh em á, mà nó ra bầy con á, mà nó bị yếu chân hay nó bị liệt chân thì anh em có thể áp dụng như mình mỗi năm mình hay làm, đó là mình để cho con chạy than bố mẹ nó chăm con, nó chăm tới chừng biết bay trong LV rồi mình hãy bắt ra. Còn nếu mà anh em bắt ra sớm thì nó vẫn cứ thiếu chất, nó sẽ bị liệt chân, một phần là do mình đó. Còn anh em cứ để cho bố mẹ nó chăm thì sẽ không bị liệt chân. Và trong quá trình mà cái cặp nào mà anh em thấy mà nó đã bị liệt chân rồi, anh em lưu ý nó tới chừng mà trại than con nó nở á thì anh em cho nó ăn dung đất nè, cho nó ăn sâu rồng vào ha, thì hai cái lỗ mồi đó thì mình đã áp dụng năm rồi rất là thành công, là trại than bố mẹ nó ăn vào thì con nó sẽ, nó nuôi con nó tới gần biết bay, anh em bắt ra thì anh em đút sâu dế là bảo ẩm chân nó mạnh khỏe bình thường không gì hết bình thường. Thì đó là một lưu ý về cái kinh nghiệm của mình. Thứ hai á, tiếp theo nữa là nếu mà trong EV của anh em á, mà có con chè than nó hay gấp con á, khi mà con nở nó gấp con ra bỏ thì anh em làm cách này cho mình, thì anh em bẫy bắt con trống lại, anh em nhốt trong cái lồng, anh em treo trong EV luôn, thì cứ để con mái một mình con mái nó đút nó chăm con thôi, thì tới chừng nào mà chạy than con nó bự luôn mà anh em nhắm cỡ bắt ra được, anh em bắt ra rồi anh em hãy thả trống ra thì nó vẫn sinh sản bình thường ha. Chứ mà anh em mà cứ để con trống như vậy á
thì nó cứ, tại vì nó mấy con vậy là không phải là do thiếu mồi đâu, tại vì là nó căng anh em, nó căng lửa nó phá tổ, nó để cho con máy đẻ tiếp, chung là nó căng quạo rồi như nó khùng vậy đó. Thì nó thấy chị đang than con là nó sẽ gấp nó bỏ, đó là con trống nó làm. Còn nếu mà nhốt con trống lại mà con mái nó gấp con nó bỏ thì thua thì coi như xong, bắt chỉ con anh em xem lại là coi chừng thiếu mồi. Còn nếu không thiếu mồi, mồi đầy đủ thì con mái nó coi như là đem lên kích trống rồi chứ không để làm gì nữa đó ha. Mái là mái ngu ha, cần phải thanh trừ mình thì mình chưa gặp trường hợp đó, thì mình chỉ gặp trường hợp là con trống thì mình bắt trống mình nhốt lại thì những cái thì mình ghép nó ok, thì máy đó mình một mình con máy chăm sóc cũng được, trống chỉ đứng hót thôi chứ nó không làm gì hết trơn. Nói chung là anh em nếu gặp phải trường hợp đó thì anh em mạnh dạn áp dụng theo mình chia sẻ ha. Thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình, và trong những cái năm qua mình ghép cho thằng sinh sản mình đúc kết được, thì anh em thấy hay á, thì ủng hộ mình cho một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em, chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ.